Đây là mấy anh em xịt cá, vừa xịt cá vừa nhậu nè mọi người. Thấy không? Người thấy suối đẹp, chạy đẹp mọi người. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu nướng cá nha mọi người nha. Thì clip phần 1 mà dài quá thì mấy anh em quyết định làm clip 2 này để nướng cá sinh tồn đây nha mọi người. Đây ông anh của anh chuẩn bị đi nướng cá đây. Ba chào mọi người, cánh mơ ơi. Đó, làm bếp nướng cá đây nha mọi người. Ok, còn anh sẽ phụ ông anh nha mọi người nha. Thì còn đây là mấy con cá mấy anh em mình câu được mọi người. Nè thấy không? Sắp đây con cá lóc luôn. Còn trên đây cá rô phi với cá rô phi với cá rô mì mấy con với mấy con cá lục kiến mọi người. Ok. Nè mọi người thấy cảnh suối đẹp mọi người. Đó. Được chưa? Được chưa? Còn anh sẽ quay nha. Đấy mọi người thấy không? Này cá lóc kiến nha, cá lóc, hai con cá lóc, ba con cá lóc. À hai con cá lóc, hai con cá lóc kiến, một con cá rô phi mọi người. Đây là muối tiêu chanh, còn đó là ở đây rau mấy anh em mới bẻ nè. Đó, bằng lăng nè, cần cua nè, lá me nè. Nói chung là rau gừng cỏ dại ngon lắm mọi người ơi. Đây là lá chanh nha. Đó, đây là vỏ chanh nha. Vỏ chanh này ăn rất là nhiều vitamin C, rất là tốt cho sức khỏe. Rồi mọi người ăn đi ba. Cảnh mời mọi người cái cảnh. Mời mọi người ăn với em luôn nha. Rồi chấm muối tiêu chanh đi. Vỏ cà tay. Cái này ăn với mọi người. Rồi, mời mọi người nha. Ngon. Ngon. Cá lóc nè. Này cá lóc kiến mọi người, mình ăn miếng nha. Dài lon bia nữa. Bệnh mà cứ dài lon bia hoài. Bệnh nó bệnh lon bia theo đó. Rồi. Rồi bữa trước mấy anh em hứa sinh tồn ngay suối đá này á, bây giờ mấy anh em sinh tồn suối đá này cho mọi người xem nha. Đây, còn anh mời mọi người nha. Này cá lóc kiến nha mọi người. Thịt nó ăn rất là ngon luôn mọi người ơi. Miếng rau rồi. Cá, miếng chanh. Cần cua chua chua chắc cáp. Có lạ ăn. Rồi ăn đi. Anh mời mọi người miếng cá rô phi nha. Cá rô phi nha mọi người. Mới câu lên ăn ngọt lắm mọi người. Ha. Đúng là nó hoạt động tí là điều kiện đầy đủ nhưng mà ăn gì cũng ngon, cực kỳ luôn. Mới câu cá lên ngọt. Muối chanh ngon là. Cái lóc cũng đi. Cá phi nhỏ. Cá phi nhỏ này thấy gì ăn ngọt không người. Đúng rồi ngọt. Mọi người nha. Vừa ăn vừa có nước rửa tay luôn mọi người ơi. Khỏi thời giờ. Nó chảy rất lách dài mọi người bẩn rồi. Sao bắt cá bẩn nhắc lên đó mọi người. Chỗ nào không ngon là đẹp rồi đó. Phải nó ngửi hết ba chuối vậy. Chủ nhật bởi vì người ta nghỉ á. Ra làm công ty ta nghỉ mọi người. Tập trung lại đây nè.
ăn uống nhậu nhẹt, bắt cá vui lắm. Mấy anh em đi sáng giờ không có ăn gì trên luôn mọi người, chỉ ăn ổn miệng nhất thôi. Giờ này cũng 3 giờ rồi mới nướng cá ăn. Đây cá rô phi nha mọi người, mời mọi người nha. Ngon quá. Lóc cũng luôn. Đi nước mở ra rồi ngồi ra ăn mở. Nè. Đó. Cái này cao bằng cua mọi người. Có lóc rồi. Cũng ngon. Đây mọi người, cá lóc nha. Mới bắt lên, rất là tươi luôn. Đây là một lăng nha mọi người, kèm cho cá lóc. Lá cần cua. Rồi, của anh mời mọi người nhé. Cá rô phi luôn rồi, để bá lửa luôn. Mọi người ăn đầu cá rô phi nha. Đầu cá rô phi ăn rất béo nha mọi người. Đây mọi người, đậu cá rô phi nha. Mọi người nha. Mọi người à. Rất là ngọt mọi người ơi. Mọi người có người ta bắt cá không người? Không? Không? Vui mọi người. Bển một nhóm, bên này nhóm, bên bển nhóm. Có trời mấy nhóm đâu mọi người. Tắm suối gì thôi. Mà nó có tao có cái chơi này kia. Và một anh xin mời mọi người một miếng nữa, anh em một anh kết thúc clip nha mọi người. Chúc mọi người xem clip vui vẻ. Nếu mọi người thấy clip thú vị thì ủng hộ anh em một anh. Để anh em có động lực làm những clip mới nha mọi người nha. Rồi, mời anh em miếng nữa nha. Rồi, bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người nha.